Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 16 tháng 3, nhận định Hà Nội với Thanh Hóa, thắng lợi đầu tay. Hà Nội SC được kỳ vọng sẽ có 3 điểm đầu tay trong trận đấu bù vòng 1 V-League 2022 tiếp đón Thanh Hóa trên sân hàng đấy. Nhận định Hà Nội với Thanh Hóa đấu bù vòng 1 V-League 2022. Thời gian diễn ra trận đấu: 19 giờ 15 phút ngày 16 tháng 3, địa điểm: sân vận động hàng đấy. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Hà Nội SC khởi đầu V-League 2022 chậm hơn các đội bóng còn lại. Sau trận ra quân ở vòng 4, đội bóng thủ đô mới có trận đấu thứ hai khi tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân nhà hàng đấy ở trận đấu bù vòng đầu tiên. Trận hòa 0-0 với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao số 1 Nguyễn Quang Hải vì chấn thương, cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của Hà Nội FC. Những ngoại binh mới của đội bóng áo tím vẫn chưa hòa nhập tốt và hệ thống vẫn chưa được vận hành trơn tru. Dẫu vậy, sau bước làm nóng vừa qua, mọi chuyện có thể sẽ khác với Hà Nội FC trong cuộc đọ sức với Thanh Hóa tới đây. Những trụ cột của đội bóng thủ đô như Hùng Dũng, Phan Quyết, Thành Lương nhiều khả năng sẽ xuất hiện từ đầu để giải quyết bài toán hàng công. Sự năng nổ của tân binh Phạm Tuấn Hải cũng là động lực chiến thắng lớn. Ở bên kia chiến tuyến, tinh thần của Thanh Hóa đang lên ngùn ngụt sau chiến thắng oanh liệt 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Có thể nói, đấy là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Petrovic đã chơi thướng đá hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, khi chỉ cần 25 phút để xuất thủng lưới đối thủ đến 3 bàn, rất có thể đội khách sẽ mang một chiếc xe bus đặt trước khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Ông Petrovic là mẫu huấn luyện viên rất thích sự kiên trì và chờ đợi những thời cơ để phản đòn. Trận này nếu có được một điểm cũng đã thành công, nên Thanh Hóa sẽ tập trung bên phần sân nhà rồi phóng những đường bóng dài lên phía trên cho ngoại binh. Quang Hải đã trở lại tập luyện với Hà Nội FC vào đầu tuần, nhưng khả năng ra sân của tiền vệ này vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là ở thời điểm nhạy cảm về tương lai với câu lạc bộ. Do đó, phong độ của Hùng Dũng và Văn Quyết sẽ quyết định thành bại của đội chủ nhà trận này. Đội hình dự kiến: Hà Nội FC: Văn Công, Văn Vĩ, Thành Trung, Việt Anh, Văn Xuân, Văn Quyết, Đức Huy, ZDRO, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Saladi, Vladimir. Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Tiến Dũng, Minh Tùng, Thành Long, Văn Lợi, Tiến Thành, Ngọc Tân, Văn Thắng, Paulo Pinto, Victor, Paulo Hendrick. Dự đoán: Hà Nội FC thắng Thanh Hóa 2-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!